Nhà thiết kế thời trang Pháp Pierre Cardin, nổi tiếng qua việc bán quần áo thời trang được thiết kế cho quân chúng, qua đời ngày 29 tháng 12 ở tuổi 98. Trong sự nghiệp trải dài hơn 50 năm, ông Cardin nhận được cả sự khinh bỉ lẫn ngưỡng mộ trong giới thiết kế thời trang vì sự năng động của ông trong việc kinh doanh. Ông vẫn cho rằng ông xây dựng đế chế doanh thương của ông mà không phải vay tiền ngân hàng. Ông Cardin là nhà thiết kế đầu tiên bán các bộ sưu tập quần áo trong các siêu thị những năm cuối thập niên 1950 và là người đầu tiên đi vào việc buôn bán nước hoa, phụ kiện và ngay cả thực phẩm, nguồn lợi tức chính của nhiều nhãn hàng thời trang hiện nay. Thật khó tưởng tượng là nhiều thập niên sau đó, Sucula Armani, khách sạn Bulgari và kính Gucci đều tiếp bước ông Cardin với lối nhận thức rằng sự hào nhoáng của một nhãn hiệu thời trang đem lại tiềm năng bán hàng vô tận. Qua nhiều năm, tên tuổi của ông gắn liền với dao cạo, đồ gia dụng và phụ kiện tầm thường, ngay cả quần lót nam rẻ tiền. Những người gièm pha cáo buộc ông hủy hoại giá trị nhãn hiệu của ông và khái niệm hàng xa xỉ nói chung. Nhưng ông dường như không mấy để tâm tới những chỉ trích đó. Sinh ra gần Venice vào ngày 2 tháng 7 năm 1922, có cha mẹ người Pháp gốc Ý. Ông Cardin đi học tại thành phố Pháp Saint-Étienne. Ông làm việc cho một thợ may tại thành phố Vichy gần đó, năm 17 tuổi. Có thời, ông mơ trở thành một diễn viên, làm việc trên sân khấu và trở thành một người mẫu, vũ công chuyên nghiệp. Khi ông đến Paris vào năm 1945, ông làm mặt nạ và trang phục sân khấu cho bộ phim Người đẹp và quái vật của John Cocteau. Một năm sau, ông gia nhập công ty Christian Dior, lúc đó chưa có tên tuổi. Việc kinh doanh lớn đầu tiên của ông khi ông hợp tác với cửa hàng bách hóa Printemps vào cuối những năm 1950 khiến ông bị hội các nhà thiết kế thời trang Pháp trục xuất trong một thời gian ngắn. Ngoài các tiệm của chính mình tại Paris, thành viên hội này bị cấm đem sản phẩm ra bên ngoài, huống hồ là cửa hàng bách hóa. Ông cũng tiên phong mở rộng thị trường ra nước ngoài. Rất lâu sau đó, các hãng thời trang đa quốc gia khác mới đi tìm thị trường mới. Ông trưng bày một bộ sưu tập tại Trung Quốc Cộng sản vào năm 1979, khi nước này phần lớn vẫn còn đóng cửa đối với thế giới bên ngoài. Và chỉ 2 năm sau khi bức tường Berlin sụp đổ, vào năm 1991, ông tổ chức show diễn thời trang tại Quảng trường Đỏ ở Moscow, thu hút 200.000 người. Ông Cardin cũng mở rộng vào các lĩnh vực kinh doanh khác, từ việc mua nhà hàng nổi tiếng Maxim tại Paris trong những năm 1980 và mở chi nhánh trên toàn thế giới. Ông mở rộng đầu tư thêm nữa bằng cách thành lập Minim, một chuỗi nhà hàng thức ăn nhanh với trang trí Belle Epoque độc quyền nguyên thủy của các tiệm ăn Paris. Đế chế của ông bao gồm nước hoa, thực phẩm, thiết kế công nghiệp, địa ốc, giải trí và ngay cả hoa tươi. Trung thành với việc ưa thích những thiết kế tương lai, ông Cardin cũng là chủ nhân của cung điện bong bóng Palais de Bulls hay Bubble Palace, nằm trên một trong những giải đất đẹp nhất dọc bờ Địa Trung Hải, miền nam nước Pháp. Cách đó không xa, cũng có một lâu đài tại làng Lacoste, có một thời thuộc về Marquis de Sade. Việc kinh doanh cuối cùng của ông trong năm nay là hợp tác với một nhà thiết kế thời trang trẻ, kém ông 70 tuổi. Trả lời Reuters, ông Cardin nói, "Tôi luôn luôn cố gắng tạo sự khác biệt, là chính mình. Mọi người có thích hay không, đó không phải là vấn đề." Moi j'ai eu la chance de travailler avec Cocteau, avec Béra, Christian Dior, Max Ophüls, Jean Delannoy.